Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin du lịch và sự kiện của Lương Gia. Ngày hôm nay, Thúy Quỳnh sẽ là người dẫn chương trình. Với chủ đề Những dòng sông kể chuyện, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2019 sẽ diễn ra trong vòng hơn một tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 6 tháng 7. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ gồm 5 đêm thi với 5 chủ đề nhỏ: cội nguồn, mầm sống, tình yêu, sắc màu và ra hơi. Đêm khai mạc lễ hội pháo hoa sẽ diễn ra từ tối ngày 1 tháng 6 với phần thi mở màn của hai đội Việt Nam và Nga. Tiếp theo là các đêm thi của các đội thi Brazil, Bỉ ngày 8 tháng 6, Phần Lan, Italia ngày 15 tháng 6, Anh, Trung Quốc ngày 22 tháng 6. Hai đội thi xuất sắc nhất trong số 8 đội sẽ tranh tài trong đêm chung kết diễn ra tối ngày 6 tháng 7. Mỗi đội thi sẽ mang tới những câu chuyện về những dòng sông, chứng tích của lịch sử, của văn hóa, dòng chảy kết nối những quốc gia, vùng lãnh thổ được kể bằng ánh sáng pháo hoa và âm nhạc, bằng sự thăng hoa của nghệ thuật và xúc cảm. Vì vậy, lễ hội hứa hẹn sẽ ngập tràn những màn trình diễn, ánh sáng, âm nhạc ngoạn mục. Các chương trình nghệ thuật sẽ có sự tham gia của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, mang tới sự thăng hoa và cảm xúc bất tận cho khán giả. Du khách sẽ được trải nghiệm không khí lễ hội đẳng cấp quốc tế tại thành phố bên bờ sông Hàn. Tiếp tục khuấy động phố phường Đà Nẵng bằng những màn biểu diễn ngoạn mục, nóng bỏng, đầy màu sắc, lễ hội đường phố sẽ diễn ra vào 7 tối chủ nhật, từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 7 tháng 7 trên tuyến đường Bạch Đằng. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2019 được kỳ vọng sẽ tiếp nối những thành công của những lần tổ chức trước đây, góp phần quan trọng trong việc giúp Đà Nẵng giữ vững vị thế là điểm đến du lịch lễ hội hấp dẫn hàng đầu cả nước và khu vực. Thúy Quỳnh tin rằng mùa hè năm 2019, tour du lịch tới Đà Nẵng sẽ tiếp tục là một tour rất hot, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Bản thân Quỳnh cũng sẽ cố gắng đến Đà Nẵng trong mùa hè này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!